Mặc dù trời đang mưa nhưng chúng tôi vẫn đến vườn cây của anh Hoạt Lê nhá, một trong những người đang sở hữu cây đơn nhung khủng. Cây đơn nhung được rất nhiều anh em hỏi mua nhưng mà anh chưa giao lưu nhá. Đó, tiếp đó là hai cây đơn vàng thân một. Mùa này thì đơn là chưa có hoa anh em ạ. Và đúng hè thì đơn nó sẽ rất nhiều hoa. Đây nhá. Rất là to khủng. Còn đơn này đang có giá rất là căng. Một trong những cây hai thân đây này, anh Hoạt anh mua cũng lâu rồi, về hàng tốt lắm anh em. Con này trước đó mua 16 triệu đúng không nhỉ? 16 triệu đây này, nhưng mà giờ giá trị của nó không biết là thế nào nhé. Đó. Nhiều lúc anh em nào mà chưa chơi cây thì bảo đây là củi thôi, nhưng mà củi tiền. Rất nhiều nha. Riêng cái ổi này mua có 1,5 triệu thôi. Để cả chậu đây anh em này. Nguyên chậu đã 1 triệu rồi. Giá trị thì nhiều khi là nó cũng không để nó trước được nha. Có cây thì cực kỳ rẻ, có cây cực kỳ... Đây, chậu đây anh em này. Ổi nha, ổi đỏ. Thế nhà anh Hoạt chúc Tết nhưng mà anh này đang là đi vắng rồi, ngoài mùng rồi chúng tôi vẫn đi nhá. Đây. Đơn. Cây ấy được đây này. Chậu nó chậu nhỏ. Những tác phẩm xanh Nam Điền nè. Không gian nhỏ nhỏ nhưng mà cũng sưu tầm rất là nhiều nhá. Đây này, số điện thoại của chủ vườn này, Hoạt Lê này, số điện thoại đấy nha anh em nhá. Cây nào vâng? Cây này. À vâng. Con này anh mua của anh Huy Hà Nam này. Cũng đang được tu luyện nhá. Thằng này nó mua gứa chậu này còn này. Rất nhiều chậu nhá. Con này hơi non. Xanh ôm đá. Nói chung là để đây thì nó cớm lắm, cũng chưa đủ độ được. Đang quá tốt luôn. 15.000 hả? À, những tác phẩm si bút đỏ vườn anh Hoạt đang là rực rỡ nha em nhé. Đây cũng là một con xanh si bút đỏ dáng cổ đây. Con này đặt trên một cái chậu cũng rất là hay. Nhưng Hoạt anh mua về. Con này để mà nhà này bác nào mà có khuôn viên đằng trước nhà đặt vào thì hay quá. Trời thì đang râm râm đấy anh em nhá. Chia sẻ với anh em tiếp một cái gốc si mà anh Hoạt thì rồi anh cũng giao dịch về nhà rồi. Một trong những gốc si này. Nó u bắp rất là nhiều. À, nó lại là si bút đỏ đấy nhá. Hoạt Lê mặc dù là trẻ tuổi nhưng mà sở hữu rất nhiều hàng quý. Anh chơi rất đa dạng nha, mẫu đơn này, hoa hồng này, đặc biệt là có một xưởng bán ngoài kia, một cửa hàng lớn tại chợ huyện. Chậu này, chậu cũ nha anh em nhá. Chậu này Hoạt cũng vẫn giao lưu bình thường. Sếp nào mà muốn Hoạt nhượng lại thì cứ alo. Vẫn quay lại tác phẩm si bút đỏ nha. Con si đẹp quá. Hỏi định lấy. Giờ tôi lấy một con để lấy này. Tôi lấy.
Bonsai này trước chung bonsai cũng quay rồi. Tại triển lãm Nga Thành nhá, rất nhiều anh em yêu thích và cũng đã gọi điện thoại rồi, nhưng giá cả thì chưa xong. Anh em nào thích thì alo trực tiếp cho Hạt Nê xem như thế nào nhá. Đây, xì búp vỏ đây. Mẫu đơn mùa này đang đấy. Cháu đi bóc hàng ông ạ. Đấy, đỉnh lắm. Cái phân chùm quế kia là bằng nào một bao? Phân chùm quế là cái đóng đóng đấy là phân chùm quế à? À. Không ơi. Này nhìn cái này lá thế. Đấy, giờ đỏ chưa? Đẹp chưa? Ồ, cái này lúc mới ra nhìn nó sút rồi. À. Đây nó là giờ. Không, con này nó chưa đúng màu lá của nó đâu. Vâng. Đúng màu lá của nó đỏ gâu. Nó đỏ hết như này, nó đỏ râu hết cả cái bông. Con này mình cứ chịu khó nuôi sổng tí để cho nó cơ bắp tí nữa đi. Chứ ham cắt vội là nó không ok đâu. Vâng, con này đợt này chắc chắn phải nuôi sổng. Nuôi một thời gian sau nữa mình cắt xuống mình lại bấm tiếp mình lại chơi thì vì thực ra cái này mày si này nó cũng hay bỏ lắm đấy, nhưng mà mình phải ưa những cái lách này, tìm những điểm lách này vì nó dài cuộn. Do ông cứ cắt sát vào nó lại có lẩy đâu. Si trường hợp là cây cành nó to rồi. Quán dưới kia thì làm sao mà về được. Vâng. Đây nha, đây là không gian của anh Hoạt Lê thôi, đây là không gian rất nhỏ nhỏ thôi nhưng mà đã sưu tầm cho mình rất nhiều tác phẩm đẹp. Đặc biệt là những tối cây mà sáng thì tối rồi. Cái cảnh này là cái cảnh ấy à, lấy cái bông bông chi nào. Đấy là bọn nó này. Có thể lên nhỉ? Đúng rồi. Nhưng mà giờ phải nâng lên không xong nó lên đúng không? Nó to là còn cái này là giờ phải vào dây được rồi. Cái này phải vào dây này, còn cái này chắc cũng to. Đang có là non này là bẻ nó không gãy này. Không ạ. Hay cái này có được không? Con đấy ngày trước mua nhiều tiền không nhỉ? Con này anh. Con này ngày trước em mua là 14 năm. À. Chính phải 16 nhưng này chúng tôi lại bảo là 16. Thì đấy là cái giá anh Hoạt mua rồi. Con này thì nói chung là dòng xanh năm điền mà chuẩn đét như này thì giờ nó, nếu mà phải bỏ tiền ra mua thì bây giờ cũng là hiếm rồi. Chậu này chưa hợp cả cái dây này. Hơi nhỏ. Nhưng mà tôi đang nuôi vuông đang nuôi. Sau này nó sẽ thành cây nó cho cái chậu đẹp. Nuôi chứ bỏ vào cái chậu kia nuôi còn khỏe hơn cái chậu này, chậu này ít đất. À. Chậu kia. Các bạn giờ là phải vừa nuôi vừa nhìn thì nó không đúng rồi. Chứ giờ mà xác định tốt là cho hẳn thùng xốp luôn. Cho chậu cũng vừa. Sâu luôn nhiều đất hơn. Đây này. À. Chậu này. Thì ông Vũ Sóng Hồng cũng nắn điều chỉnh lại một số chi tiết đi cho anh Hoạt vì cây nó đã đến đứa tuổi vặn rồi. Đến lúc phải cần điều chỉnh rồi. Thì ta cứ định hình qua lại đi. Cho cây nó ok nhá. Ta đang tiến hành là lấy ngọn hay là lấy ngọn đây. À đây. Thả đây cái ngọn này. Giờ cũng to rồi đấy. Cái này bây giờ là không phải là chú Hồng nữa mà bàn tay phải nó là nghệ nhân ông Sóng Hồng rồi đấy. Đó nghệ nhân rồi mà. Đang phấn đấu nòi ra có được đâu. Đang chạy chưa được đâu. Xem ra. Cứ vào 2 giây ông ạ, vào 2 giây lên cho nó. Xem ra giờ thăng quan tiến chức khó phết ông nhà. Ồ chứ. Nên giải. Cho nó bẻ lên tí xong sau nó cắt. Cắt giật này. Đây, cắt lại tí nữa. Kế được rồi đấy. Không. Xì mình cứ để to đi, khỏe. Anh em nào mà rảnh nhà về Nga Sơn nhá thì cứ alo trực tiếp cho anh Hoạt Nê. Rồi số điện thoại chung bonsai đã cho trên rồi. Còn rất nhiều tác phẩm nữa mà anh em chúng tôi đang gửi nhá. Đặc biệt anh Hoạt anh mua rất nhiều. Đang gửi ở các vườn khác. Anh em về cứ alo trực tiếp đi. Đó mẫu đơn vàng này. Giao lưu nhanh cho anh em nào thích nhá. Cây mẫu đơn vàng nghệ thuật. Có là nhiều tiền đúng không Hoạt ơi? Còn đấy 22 triệu anh. 22 triệu mẫu đơn vàng nhá. Đấy.
Bẻ cũng phải từ từ muốn này. Bẻ cũng phải từ từ. Đây cắt rồi. Để đầu xuân là anh Hoạt anh chưa giao lưu cái này nhá, nên đóng hồng cũng lại tiện tay đóng vào bẻ luôn định hình này một tí. Để qua xuân rồi thì không biết thế nào, anh em cứ thử alo xem nhá. Còn hôm nay thì chúng tôi chỉ định hình là một tí thôi. Rồi vừa thôi, món này đang tăng toát cái mầm này. Cái chậu này không thay vào cái chậu sâu sâu mà nuôi. Cơm nó đang lười ấy nhỉ. Đang lười với cây nó hỏng mà. Cây nó bị ấy hỏng, nó bị hỏng mà. Bị sâu à? Vâng, nó bị bọc dưới. Cái nhà cứ để bạn. Cứ để đây. Cứ để thằng này. Cái này mai là vài hôm nữa rồi vặn thêm tí nữa xong là nó tập trung vào. Chép nhỏ quá. Cái gì cũng cứ là mọi lần ra là chỉ thấy ông Hồng là dùng đục với lại là dùng cưa thôi. Muốn hôm nhiều là, chứ. Hôm nay là vẫn lần đầu tiên là vẫn thấy ông Hồng dùng dây đây. Đúng anh Tuấn anh ít dùng dây. Nói tôi vậy tôi cũng hay dùng dây nhỉ. Đánh hay dùng dây. Dây hết nhiều rồi chứ. Chậu 950 đêm này ngon đấy. Vậy cái ổi này cũng mấy người phải mua. Vì nó nào vậy nhưng mà ổi cái đấy nó sai quả. Không như mấy cái ổi của ông ấy, ông anh mình thì toàn không có lá không. Sai quả lắm. Sau chỉ còn vài phút thôi mà cái cây nó đã biến dạng khác rồi nhá anh em nhé. Thì cái cây này chúng tôi cũng chỉ định hình ở đây thôi. Hẹn anh em ở kỳ sau. Rất mong anh em vào xem, đừng quên ấn nút đăng ký và nút chuông để tiếp tục theo dõi nhé. Xin thân ái chào tạm biệt anh em. Cắt để lại cho to. Không. Độ tuần xong mày phải rỡ dây này. À. Rỡ dây xong là khi nó thành lượn lượn nó rỡ dây là chỉ đi một dây thôi, đi một dây lại đi vào cái chỗ đấy. Cái này sau này sẽ lấy ngọn lên làm nhá. Cái này cắt được chưa? Rồi nha anh em nhá, hẹn anh em ở video tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt. Cứ đòi 12 triệu. Mua 10 lẻ năm à? 11 năm. 11 năm, bớt được 500.